khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 22: Pháp hỷ sung mãn. Kinh không phải là tụng cho Phật nghe, Phật không cần nghe. Kinh là đọc cho chính mình nghe, thường hay nhắc nhở chính mình phải giác, không nên mê. Mỗi ngày tụng, mỗi ngày nhắc nhở, thường phải ghi nhớ. Chúng ta giác mà không mê. Ở trong sinh hoạt, trong lúc làm việc, trong lúc đối nhân xử thế, tiếp vật, thấy đều là Phật Pháp. Không có việc gì không phải là Phật Pháp. Vậy thì chân thật, chúng ta thế nhập rồi, cho nên được pháp hỷ sung mãn. Khi đã khế nhập rồi, được pháp hỷ, sẽ có một hiện tượng bạn sẽ cảm giác được. Khi bạn làm việc sẽ không biết mệt mỏi. Ngày trước làm một chút ít việc thì đã mệt rồi, còn bây giờ làm việc không còn biết mệt. Tại vì sao không biết mệt? Làm mà không làm, không làm mà làm. Tất cả những việc ta làm đều không thấy mình làm. Vậy thì ngay khi làm cũng giống như không làm, thì làm sao có mệt chứ? Khi bạn làm việc, tâm được thanh tịnh, không có nhiễm trước, không có khởi tâm động niệm, không có chấp trước. Việc này gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Sau mỗi một đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đều có câu vô hữu bì yểm, không hề mệt mỏi, không hề chán bỏ, vĩnh viễn không hề có. Đây là chân thật đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Một chút thọ dụng này mà không đạt được thì chúng ta còn học Phật Pháp chi nữa? Lợi ích trước mắt không đạt được, nói gì đến đời sau sẽ đạt được lợi ích? Ai có thể tin tưởng được chứ? Trước mắt không có được lợi ích mà tin tưởng đời sau sẽ có được lợi ích, đó gọi là mê tín, đó không phải là chánh tín. Trên kinh Phật thường có thí dụ, trước mắt là hoa báo, hoa nở không được đẹp thì quả làm sao kết được tốt. Nếu bạn muốn xem thấy quả tốt, hoa nở tốt thì mới có thể phán đoán được, tương lai kết quả nhất định kết được tốt. Đời sống hiện tiền là hoa báo, không cần phải nói cho ai biết, mà mọi người nhìn vào cũng có thể biết. Vì sao vậy? Cái thân thể của chúng ta đã biểu hiện ra. Cái thân thể này chính là cái thành tích của gieo nhân. Bạn tu hành công phu thế nào, thành tích ra sao, chính là cái thân thể của bạn biểu hiện ra. Vừa rồi đã nói qua, bạn không hề mệt mỏi, không già nua, tinh thần sung mãn, đời sống hoạt bát. Khi người nhìn vào thì sinh tâm hoan hỷ. A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.